Nám da và các nguyên nhân có thể bạn chưa biết khi bước qua tuổi 30. Nội tiết tố trong phụ nữ có nhiều thay đổi khiến các sắc tố melanin nằm sâu bên trong lớp đáy biểu bì của da tăng sinh bất thường tạo ra hắc tố trên bề mặt mà hay gọi là nám da, tàn nhang. Yếu tố di truyền. Do tàn nhang có tính di truyền, nên nhiều bạn nữ đã phải đau đầu vì từ nhỏ đã phải chịu những nốt thâm xấu xí. Nếu như thành viên gia đình như cha mẹ hay ông bà có tàn nhang thì bạn cũng có nguy cơ cao mắc phải đấy. Những nốt tàn nhang bẩm sinh thì thường xuất hiện rất sớm, ngay cả trước khi dậy thì và càng về sau thì mức độ tàn phá càng nặng nề nếu như bạn không chủ động chữa trị. Rối loạn nội tiết tố. Sự rối loạn nội tiết tố cũng là tác nhân gây ra tàn nhang, thường xảy ra ở phụ nữ có kinh nguyệt không đều, sử dụng thuốc tránh thai hoặc đang mang thai. Vì cũng tương tự như lão hóa, việc thay đổi hormone đột ngột cũng sẽ kích thích đến estrogen, sản sinh ra quá nhiều hắc tố melanin. Những hắc tố này tập trung lại một điểm, tạo thành những đốm tàn nhang trên mặt. Ánh nắng mặt trời. Tia UV trong ánh nắng mặt trời luôn là kẻ thù số 1 của làn da cũng như sức khỏe của bạn. Không những làm xuất hiện đốm thâm xấu xí trên da, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời còn khiến chúng dày và sậm màu hơn. Một lần nữa, nguyên nhân chính vẫn là các hắc sắc tố melanin bị kích thích bởi ánh nắng, đặc biệt là các tia UV có cường độ mạnh nhất vào lúc 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chúng có thể gây ra tàn nhang, nám và cả nguy cơ ung thư. Mỹ phẩm. Mỹ phẩm là người bạn thân thiết của phụ nữ, giúp chị em có một diện mạo hoàn hảo một khi ra đường. Tuy nhiên, sản phẩm làm đẹp sẽ là con dao hai lưỡi, nhanh chóng tàn phá làn da nếu chúng ta sử dụng sai cách hoặc lạm dụng đấy nhé. Các sản phẩm dưỡng trắng da không rõ nguồn gốc thường chứa chất tẩy corticoid khiến da trắng lên nhanh chóng. Về lâu dài, chúng sẽ bào mòn da, khiến cho các tế bào mỏng, dễ tổn thương. Khi tiếp xúc với ánh nắng, da bạn sẽ dễ dàng bị tia UV phá hủy, gây ra tàn nhang. Làm thế nào để phòng ngừa và khắc phục tàn nhang? Ngay cả khi bạn bị tàn nhang bẩm sinh, mang thai, bước vào tuổi 30 hay vẫn chưa thấy dấu hiệu tàn nhang thì cũng hãy chủ động chữa trị và phòng chống vấn đề da này nhé. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Như đã đề cập ở trên, tia UV trong ánh nắng mặt trời chính là nguyên nhân chính của những đốm thâm xấu xí. Bạn nên tránh tiếp xúc trực tiếp hoặc giảm thiểu tác động của ánh nắng mặt trời lên da bằng cách bôi kem chống nắng 30 phút trước khi ra đường, trang bị cho mình khẩu trang, nón, kính râm, áo và váy chống nắng. Hạn chế đi ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chăm sóc da. Để đẩy lùi hắc tố melanin, bạn nên thường xuyên thực hiện các biện pháp chăm sóc da mặt như đắp các mặt da dưỡng da, trị nám, kết hợp massage thư giãn. Các bà bầu hoặc những ai có làn da nhạy cảm có thể tận dụng các mặt nạ thiên nhiên an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, cần chú ý đến thành phần mặt nạ, tránh gây dị ứng. Sử dụng mỹ phẩm đúng cách. Trước hết, bỏ ngay những loại kem dưỡng, kem chống nắng, đồ trang điểm kém chất lượng. Những chất hóa học độc hại từ những sản phẩm không rõ nguồn gốc ấy vừa khiến da bạn xấu xí, vừa ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Tiếp theo, hãy là người tiêu dùng thông minh, lựa chọn những nhãn hàng tốt, cửa hàng uy tín. Tốt nhất là bạn hãy tìm hiểu thật kỹ để tìm ra những sản phẩm nào phù hợp với da bạn để đạt được hiệu quả dưỡng da, trị nám tốt nhất. Nhờ bác sĩ da liễu tư vấn, nếu bạn là trường hợp tàn nhang bẩm sinh hoặc mức độ tàn nhang quá nặng, hãy đến gặp bác sĩ da liễu để nhận được tư vấn trị tàn nhang tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật.